Chào các em học sinh lớp 4, mời các em dở sách giáo khoa trang 25. Chúng ta vẫn tiếp tục học Skills Time, thời gian dành cho các kỹ năng. Nhưng ở tiết học trước thì chúng ta đã ôn lại kỹ năng đọc, thì hôm nay chúng ta sẽ ôn kỹ năng nghe, nói và viết. Đầu tiên là kỹ năng nghe. Bài 1. Hãy nghe và viết yes hay là no đối với những món trái cây nào mà các em thấy là trong bài đọc có cho chúng ta biết là người ta có thì chúng ta sẽ điền yes. Còn nếu như trong bài nghe mà chúng ta nghe lại không có món trái cây đó, tức là người ta không bán món trái cây đó, thì chúng ta sẽ điền no. Bây giờ các em bắt đầu nghe. I like fruit. 1. So do I. Let's buy fruit. Do you have apples? Yes, we do. 2. 2 apples, please. And do you have bananas? Sorry, we don't have any bananas. 3. Okay, what about grapes? No, we don't have any grapes. 4. But we have pears. Okay, 2 pears, please. 5. And we have mangoes. Do you like mangoes? Yes, we do. 2 mangoes, please. 6. Do you have oranges? Sorry, no, we don't. Here is your fruit. Thank you. Vậy là cô đã cho các em nghe rồi. Bây giờ cô cho các em nghe lại một lần nữa và giải nghĩa tiếng Việt cho các em và các em dò xem đáp án. Các em bắt đầu nghe. I like fruit. I like fruit. Nghĩa là tôi thích trái cây. 1. Đoạn 1. So do I. So do I. Nghĩa là tôi cũng vậy. Các em nghe tiếp xem bạn nữ này nói gì nữa nhé. Let's buy fruit. Let's buy fruit. Nghĩa là chúng ta hãy mua trái cây. Rồi, chúng ta sẽ nghe xem bạn nữ này nói gì nữa. Do you have apples? Do you have apples? Nghĩa là cô có những quả táo không? Các em nghe câu trả lời. Yes, we do. Yes, we do. Người bán trái cây trả lời, yes, we do, nghĩa là vâng, chúng tôi có. Vậy thì đoạn 1, chúng ta nghe và biết được thông tin rằng những quả táo là thứ trái cây mà người bán trái cây có. Vì vậy, ở vị trí số 1, người ta đã điền từ yes. Chúng ta nghe tiếp đoạn 2. Two apples, please. Two apples, please. Nghĩa là làm ơn cho cháu 2 quả táo. Và bây giờ, bạn nữ này còn hỏi gì nữa đây? Two. Chúng ta nghe. And do you have bananas? And do you have bananas? Nghĩa là, và cô có chuối không? Hoặc là, và cô có những quả chuối không? Chúng ta hãy nghe xem cô bán trái cây trả lời như thế nào. Sorry, we don't have any bananas. Sorry, we don't have any bananas. Nghĩa là xin lỗi, chúng tôi không có bất kỳ quả chuối nào nữa. Vậy thì ở vị trí số 2, chúng ta sẽ điền no, bởi vì người bán trái cây không có chuối. Chúng ta nghe tiếp.
3. Đoạn 3. Nghe xem thứ trái cây ở vị trí số 3 này là gì và có hay không. Okay. What about grapes? Okay. What about grapes? Nghĩa là được rồi. Còn nho thì sao? Chúng ta hãy nghe xem cô bán hàng trả lời như thế nào. No, we don't have any grapes. No, we don't have any grapes. Nghĩa là không, chúng tôi không có bất kỳ quả nho nào cả. Vậy thì món nho cũng là không có. Chúng ta điền no. Chúng ta nghe tiếp các em nhé. 4. Nghe xem ở vị trí số 4 chúng ta sẽ điền yes hay no. But we have pears. But we have pears. Nghĩa là nhưng chúng tôi có những quả lê. À, lúc này thì cô bán hàng nói rằng hàng trái cây của cô ấy là có lê. Okay, 2 pears please. Okay, 2 pears please. Được rồi, làm ơn cho cháu 2 quả lê. Nghe xong đoạn này chúng ta biết được rằng lê là thứ trái cây mà cô bán trái cây có, cho nên chúng ta điền yes. Chúng ta cùng nghe tiếp. 5. And we have mangoes. Do you? And we have mangoes. Do you? Vậy thì chúng ta biết là and we have mangoes, nghĩa là và chúng tôi có xoài. Cô bán hàng nói rằng cô ấy có xoài. Do you like mangoes? Do you like mangoes? Nghĩa là các cháu có thích xoài không? Chúng ta sẽ nghe xem bạn nam và bạn nữ trả lời thế nào. Yes, we do. Yes, we do. Nghĩa là vâng, chúng cháu thích. 2 mangoes, please. 2 mangoes, please. Nghĩa là làm ơn cho 2 quả xoài. Khi nghe đến đây rồi thì chúng ta biết là xoài là thứ trái cây mà người bán hàng có. Vì vậy chúng ta điền yes vào chỗ mangoes. Chúng ta nghe đoạn còn lại. 6. Đoạn 6. Do you have oranges? Do you have oranges? Nghĩa là cô có cam không? Chúng ta nghe xem cô bán hàng nói gì nhé. Sorry, no, we don't. Here... Sorry, no, we don't. Sorry, no, we don't. Nghĩa là xin lỗi, không, chúng tôi không có. Where is your fruit? Here is your fruit. Here is your fruit. Nghĩa là đây là trái cây của các cháu. Thank you. Cả hai bạn, bạn nam và bạn nữ đi mua trái cây đều đáp lại thank you, nghĩa là cảm ơn. Sau khi nghe hết bài nghe rồi thì chúng ta thấy là ở vị trí số 6, oranges, nghĩa là những quả cam. Có cam hay không đây? À, cô bán hàng nói sorry, no, we don't, nghĩa là xin lỗi, không, chúng tôi không có. Vậy thì ở vị trí những quả cam, chúng ta điền no. Các em sang hoạt động nói. Hoạt động 2, hãy chỉ vào hình, hỏi và trả lời. Người ta đã cho các em khung hình chữ nhật gồm có apples, bananas, grapes, pears, mangoes, oranges. Nào là táo, chuối, nho, lê, xoài và cam. Các em, một người hỏi, một người trả lời. Một người sẽ đóng vai là người đi mua trái cây và một người sẽ đóng vai là cô bán hàng để chúng ta hỏi và trả lời các em nhé.
người ta đã cho sẵn các em. Ví dụ, do you have apples? Yes, we do. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng thực hành hỏi và trả lời nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ hỏi xem là cô bán hàng là có những quả táo không? Nếu mà có thì sẽ trả lời yes, we do. Mà không có thì trả lời no, we don't. Chúng ta hỏi nhé. Do you have apples? Yes, we do. Có nghĩa là cô có những quả táo không? Hoặc là cô có táo không? Các em có quan sát chỉ vào bức tranh thì thấy cô bán hàng có táo. Cho nên câu trả lời là vâng, chúng tôi có. Chúng ta đọc lại câu hỏi và câu trả lời một lần nữa nhé. Do you have apples? Yes, we do. Chúng ta sẽ chuyển sang hỏi cô bán hàng xem cô ấy có chuối không. Một người sẽ đặt câu hỏi. Do you have bananas? Cô có chuối không? Chúng ta chỉ vào những nải chuối của cô bán hàng. Chúng ta thấy có, cho nên người trả lời sẽ trả lời là yes, we do. Vâng, chúng tôi có. Bây giờ chúng ta cùng thực hành lại nhé. Một người hỏi, một người trả lời. Một người đóng vai người đi mua trái cây và người kia đóng vai cô bán hàng. Do you have bananas? Yes, we do. Chúng ta sẽ hỏi và trả lời về nho. Một người đóng vai đi mua hàng, đi mua trái cây, hỏi do you have grapes? Cô có nho không? Trong quầy bán hàng của cô bán trái cây không có nho, cho nên người nào đóng vai cô bán hàng thì người ấy sẽ trả lời no, we don't. Chúng ta thực hành lại nhé. Do you have grapes? No, we don't. Một người lại tiếp tục đóng vai người đi mua trái cây, hỏi cô bán hàng. Do you have pears? Cô có lê không? Cô bán hàng không hề bán lê. Cho nên ai mà đóng vai cô đóng bán hàng thì sẽ trả lời no, we don't. Không, chúng tôi không có. Chúng ta thực hành hỏi và trả lời lại nhé. Do you have pears? No, we don't. Người đi mua trái cây đóng vai và hỏi do you have mangoes? Cô có xoài không? Chúng ta hãy chỉ vào rổ đựng xoài của cô bán hàng. Người nào đóng vai cô bán hàng thì người ấy sẽ chỉ vào xoài và trả lời yes, we do. Vâng, chúng tôi có. Chúng ta cùng đọc lại câu hỏi và câu trả lời. Do you have mangoes? Yes, we do. Và cuối cùng, chúng ta sẽ hỏi xem cô bán hàng có cam không? Do you have oranges? Cô có cam không? Cô bán hàng có bán cam đấy. Người nào mà đóng vai cô bán hàng thì hãy chỉ vào thúng cam và trả lời yes, we do. Vâng, chúng tôi có. Chúng ta cùng thực hành lại một lần nữa hai câu này. Do you have oranges? Do you have oranges? Yes, we do. Chúng ta sang phần viết, hãy viết về bản thân mình. Trước hết là chúng ta đi vào hoạt động 3, hãy viết dấu hỏi hoặc là dấu chấm. Cuối câu hỏi thì phải có dấu hỏi chấm, tức là dấu hỏi. Còn cuối câu trả lời thì chúng ta sẽ có dấu chấm. Câu 1. Do you like apples? Bạn có thích những quả táo không? Hoặc là bạn có thích táo không? Đây là câu hỏi, chúng ta điền dấu hỏi. Câu 2. I can ride a bike.
Nếu như đọc nối, chúng ta sẽ đọc là I can ride a bike. Tôi có thể chạy xe đạp. Đây là một câu bình thường, câu khẳng định. Chúng ta dùng dấu chấm ở cuối câu. Câu số 3. I like fruit. Tôi thích trái cây. Đây là một câu khẳng định, cho nên chúng ta có dấu chấm ở cuối câu. Câu 4. Do you like mangoes? Bạn có thích xoài không? Đây là câu hỏi, phải có dấu hỏi ở cuối câu. Sang hoạt động 4, hãy trả lời các câu hỏi của hoạt động 3. Ở trong bài tập số 3, hoạt động 3, có câu số 1 và câu số 4, đó là những câu hỏi. Bây giờ chúng ta hãy trả lời những câu hỏi này. Người ta hỏi các em rằng, do you like apples? Nghĩa là bạn có thích táo không? Nếu như các em thích thì các em trả lời yes, I do. Còn nếu như các em không thích thì các em trả lời no, I don't. Câu hỏi 4. Do you like mangoes? Bạn có thích xoài không? Nếu như các em thích thì các em trả lời yes, I do. Còn nếu như các em không thích, các em sẽ trả lời là no, I don't. Nghĩa là không, tôi không thích. Bây giờ cô mời các em dở sách bài tập trang 25 để chúng ta làm bài tập. Hãy viết dấu chấm hoặc là dấu hỏi vào cuối mỗi câu. Câu số 1. Does he have a pizza? Đây là câu hỏi. Anh ấy có một cái bánh pizza không? Nên cuối câu phải có dấu hỏi. Câu số 2. I have an apple. Nếu như đọc nhanh, cô sẽ đọc là I have an apple. Tôi có một quả táo. Đây là câu khẳng định, cho nên chúng ta có dấu chấm ở đằng sau. Câu số 3. Do you have a sandwich? Nếu như đọc nhanh, cô đọc nối như sau. Do you have a sandwich? Bạn có một cái bánh mì kẹp không? Đây là câu hỏi. Chúng ta viết lại câu này và thêm dấu hỏi ở cuối câu. Câu số 4. No, I don't. Đây là câu trả lời. Chúng ta phải ghi dấu chấm ở cuối câu. No, I don't. Không, tôi không. Câu số 5. Do you like yogurt? Do you like yogurt? Nghĩa là bạn có thích sữa chua không? Đây là câu hỏi các em ạ. Chúng ta phải thêm dấu hỏi ở cuối câu. Bài tập 2. Hãy khoanh tròn những thức ăn mà bạn có cho bữa trưa ngày hôm nay. Hôm nay các em ăn trưa có những món nào trong những món này? Các em hãy khoanh tròn. Những từ mà người ta cho bao gồm salad, món salad, rau củ quả trộn, noodles, phở miến hoặc hủ tiếu, pizza, bánh pizza, music, sữa lắc, sandwich, bánh mì sandwich, tức là bánh mì kẹp, yogurt, sữa chua, rice, cơm, cookie, bánh quy, orange, quả cam, apple, táo, pear, lê, banana, chuối, chicken, thịt gà. Các em có ăn món gì cho bữa trưa thì các em hãy khoanh tròn món đó vào. Điều này tùy vào các em ăn gì trong bữa trưa hôm nay, các em hãy khoanh những món ăn đó cho phù hợp. Bây giờ chúng ta sang hoạt động 3. Hãy vẽ và viết về những gì mà bạn có cho bữa trưa. Rồi, cô ví dụ cho các em là các em trong bữa trưa có những món ăn như hình bên. Các em có thể bắt chước bức tranh của cô để các em vẽ những thức ăn mà các em có cho bữa trưa của các em. Ở trong bức tranh này thì cô có là bức tranh hình vẽ là sữa này, táo này, quả trứng này và
bánh mì kẹp cho bữa trưa. Các em có thể vẽ bức tranh khác tùy theo sở thích của các em. Người ta cho chúng ta các câu như sau. Có những câu người ta viết hoàn chỉnh, nhưng có câu người ta chưa viết hoàn chỉnh. Thì các em phải điền vào, các em nhìn tranh và điền. Câu đầu tiên, I have noodles for lunch. Nghĩa là tôi có phở cho bữa trưa, hoặc là tôi ăn phở cho bữa trưa. Câu số 2, câu tiếp theo, người ta còn để trống ở phần đằng sau. I have. Ở đây thì cô có là bức tranh có món bánh mì sandwich, tức là bánh mì kẹp. Cho nên cô ghi là I have a sandwich for lunch. Nếu như đọc nhanh, cô đọc câu này là I have a sandwich for lunch. Tôi có một cái bánh mì kẹp cho bữa trưa. Trong bức tranh này còn có một quả trứng mà người ta cắt làm đôi. Cho nên cô có câu là I have an egg for lunch. Cô đọc nhanh câu này, cô đọc nối như sau. I have an egg for lunch. Tôi có một quả trứng cho bữa trưa. Trong bức tranh này còn nói về món sữa, cho nên cô viết là I have milk for lunch. Tôi có sữa cho bữa trưa. Rồi bây giờ ở dưới đó là các câu mà các em sẽ viết mà sử dụng don't have, nghĩa là không có. Những cái gì mà các em không có ở trong bức tranh này các em viết vào. Trong bức tranh vẽ này không có thịt gà, cho nên cô viết như sau. I don't have a chicken for lunch. Câu này, I don't have a chicken for lunch, nghĩa là tôi không có thịt gà cho bữa trưa. Cô viết thêm một câu nữa. I don't have a soup for lunch, nghĩa là tôi không có món canh hoặc là tôi không có món súp cho bữa trưa. Và cô thêm một câu cuối cùng. I don't have yogurt for lunch. Bởi vì trong bức tranh này cô cũng thấy không có sữa chua, cho nên cô viết là I don't have yogurt for lunch. Tôi không có sữa chua cho bữa trưa. Các em có thể vẽ và viết tùy theo sở thích ăn uống của các em. Miễn sao các em vẽ đúng và viết đúng. Các em học sinh thân mến, vậy là tiết học của chúng ta đến đây là hết. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo của cô.